Hello, xin chào mọi người. Hôm nay video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tự massage nửa thân trên cho những bệnh nhân mà có phù bạch mạch chi trên ha. Cái cách này là cách hướng dẫn massage một bên thôi. Thì video ngày hôm nay mình sẽ làm dựa trên cái phiên dịch từ cái video gốc ở địa chỉ là Princess Margaret Cancer Center ha. Ok, đây là bản tiếng Việt. Video này là một dự án phi lợi nhuận dành cho các bệnh nhân Việt Nam và được phiên dịch dựa trên video gốc ha. Phù bạch mạch hậu phẫu hướng dẫn cách tự massage chi trên. Thì phù bạch mạch hậu phẫu thường là những cái biến chứng mà hậu phẫu đối với những cái bệnh nhân mà có phẫu thuật cùng chi trên và đã nạo vét các hạch bạch huyết rồi, thì cái việc tự massage hệ bạch huyết sẽ là một cái cách xoa bóp nhẹ nhàng và đồng đều được thiết kế để hỗ trợ cho hệ thống bạch mạch. Việc massage thường xuyên thì sẽ giúp bạn kiểm soát được tình trạng phù bạch mạch dựa trên cơ chế di chuyển chất lỏng từ khu vực bị sưng phù sang khu vực mà hệ thống bạch mạch đang hoạt động bình thường. Video được làm để cung cấp thông tin tham khảo, không có tác dụng chẩn đoán và điều trị. Xin vui lòng tham vấn bác sĩ về tình trạng sức khỏe của bạn. Về nội dung thì chúng ta sẽ cần nắm về các kỹ thuật tự massage cánh tay và bàn tay. Mục tiêu là chúng ta sẽ ghi nhớ được các trình tự, các bước của các kỹ thuật. Và chú ý là việc tự massage chỉ nên được thực hiện khi tâm thần và thể chất ở trạng thái thoải mái nhất. Nghĩa là không có bất kỳ một sự đau tức nào, căng thẳng nào hết ha. Mình cần liên hệ tư vấn với các bác sĩ chuyên khoa khi có bất kỳ sự không thoải mái nào. Đi sâu vào chi tiết thì chúng ta sẽ có giới thiệu sơ lược về hệ thống bạch mạch, những điều cần ghi nhớ và đi sâu vào các kỹ thuật tự massage. Thì các kỹ thuật tự massage một bên đó là cái bên chỉ có bên bị tổn thương thôi ha. Thì mình sẽ gồm 7 bước và theo video gốc đó, thì người ta sẽ chia làm 15 bước nhỏ. Nhưng mà về đại thể thì chúng ta sẽ cần nắm những cái thứ tự như là cần phải chuẩn bị như thế nào ha, rồi massage vùng cổ như thế nào. Tiếp theo là làm sao để điều hướng bạch mạch về vùng nách phía đối diện, là từ bên tổn thương sang bên lành. Điều hướng bạch mạch về vùng háng cùng bên. Rồi massage vùng vai, cánh tay, rồi khuỷu, cẳng tay và cổ tay, bàn tay như thế nào ha. Về hệ thống bạch mạch thì những điều cần ghi nhớ là gì? Thì hệ thống bạch mạch á, mình sẽ vận chuyển những cái đi theo một cái hệ bạch huyết đi về từ từ ngoại vi về trung ương ha. Thì là ví dụ như từ đầu ngón, là từ các vùng ngón tay về cẳng tay, cánh tay, về vai, về nách, về sẽ về trung tâm, về vùng trục, thân trục. Thì như vậy thì cái nguyên tắc cơ bản khi chúng ta massage là chúng ta sẽ phải massage từ từ vùng đầu chi, từ vùng ngọn chi ha, về phần thân thân người, có nghĩa là từ vùng ngón tay mình sẽ massage lên đó, mình sẽ theo hướng đi lên ha. Cái hình ở đây thì là cái hình mà bệnh nhân có triệu chứng là sưng phù bạch huyết. Đây là những cái hình mà tóm lược về cái cách massage. Như các bạn thấy thì ở đây người ta sẽ hướng dẫn, đây là của một cái hướng dẫn từ một cái trang web khác. Thì nhưng mà cũng có những cái bước căn bản, ví dụ như là bước 1 thì họ cũng massage vùng cổ nè, vùng cổ trước, rồi vùng cổ bên, vùng cổ sau ha. Lưu ý là cái việc mà trước khi khởi động bất kỳ một cái buổi massage tự thân nào á, thì mình cần phải massage vùng cổ trước ha. Rồi tiếp theo thì mình mới
tiến đến phần massage vùng nách, cái bên mà lành á, rồi sau đó mình mới di chuyển điều hướng cái bạch mạch từ vùng bên tổn thương về bên lành. Tương tự thì đây là việc massage vùng háng, rồi sau đó mình sẽ di chuyển cái bạch mạch từ vùng tổn thương ở trên vùng nách á, xuống cho vùng háng ha. Tiếp theo thì đây sẽ là massage vùng cánh tay, đi ngược lên vùng vai và lên cổ, và bước cuối cùng thì mới là massage vùng đầu ngón. Thì như hồi nãy thì mình có phân tích rồi, thì cái hệ thống bạch mạch của nó sẽ đi từ vùng ngọn chi xuống phần ngọn chi lên phần thân trục, trục thân mình đó. Nhưng mà các bạn vẫn phải massage từ vùng lớn trước ha. Ví dụ như là chúng ta cần phải massage từ cái vùng lớn, như là cái vùng 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 vai, vùng cánh tay trước, rồi sau đó thì cái phần mà đầu chi, như là cái phần mà bàn tay hay là ngón tay á, mình sẽ massage sau. Tuy nhiên là mình sẽ vẫn giữ cái nguyên tắc là đi từ dưới lên trên, đi từ ngoài vào trong ha. Từ phần đầu đầu chi, ngọn chi á, đến phần thân trục. Về kỹ thuật tự massage một bên thì chuẩn bị, thì ở trong video thì người ta sẽ có là step 1 là hít thở sâu ha. Thì mình sẽ có chú ý là hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Thời gian hít vào sẽ bằng thời gian thở ra và lặp lại 5 lần ha. Mình sẽ theo dõi video để biết thêm chi tiết ha. Đây là cái phần mà họ giới thiệu sơ lược về cái hệ thống bạch mạch ha. Như mình đã tóm tắt trong cái phần bài PowerPoint của mình á, thì các vùng mà có một cái chú ý mà họ lưu ý ở đây là không có chúng ta sẽ không thực hiện việc tự massage nếu mà chúng ta đang bị nhiễm trùng. Và cái khu vực mà có nguy cơ nhiễm trùng thì sẽ bao gồm là ngón tay ha, bàn tay ha, ngực ha, cánh tay ha, tuyến vú và ngực nè, vùng thân và vùng lưng ha. Đó thì nếu mà chúng ta có bất kỳ một cái vết thương hở nào, hoặc là cái khu vực nào mà đang bị nhiễm trùng thì mình sẽ không thực hiện massage cái khu vực đó, tại vì cái việc nhiễm trùng á, nó sẽ dễ ảnh hưởng đến hệ thống bạch huyết, nó sẽ làm cho cái vi khuẩn xâm nhập vào hệ thống bạch huyết của chúng ta thì sẽ rất là nguy hiểm cho cái hệ thống dẫn lưu bạch huyết ha. Bởi vì cái việc nhắc lại một lần nữa là cái việc tự massage này sẽ giúp cho cái hệ thống bạch huyết di chuyển cái chất dịch bạch huyết á, từ cái vùng mà đang có không có được hoạt động tốt cho lắm, là ở bên bị tổn thương hoặc là bên phẫu thuật á, sang những cái bên lành lặn, bên bên bình thường đang hoạt động bình thường. Thì nếu mà các bạn đang bị nhiễm trùng á, ở những khu vực đó, thì cái việc tự massage của các bạn á, là chống chỉ định nha, mình nhắc lại là chống chỉ định, bởi vì nó sẽ làm cho cái vi khuẩn phát tán nhanh chóng trong cơ thể chúng ta ha. Rồi. Các triệu chứng mà nhiễm trùng cần phải lưu ý là, ví dụ như cái vùng da đó là nó sưng nề, nó đỏ, cảm thấy đau ha, cảm thấy căng cứng, hoặc là các bạn có dấu hiệu sốt nào đó thì chúng ta sẽ ngừng ngừng tất cả các việc mà tự massage lại và cần phải tham vấn bác sĩ ngay lập tức nha. Ok. Đây là bước thứ nhất ha. Bước thứ nhất trong cái bài PowerPoint của mình đó là các bạn cần phải hít thở sâu ha. Đó, đặt hai cái bàn tay, lòng bàn tay lên bụng. Đó, hít thở chậm ha. Nó hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Đó. Rồi, mỗi nhịp thở ha thì hít vào bằng với thở ra và lặp lại 5 lần nha. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ có gì nữa? Tiếp theo mình sẽ có là tiếp theo là sau khi hít thở sâu rồi thì chúng ta sẽ tới step 2, step 3, step 4 là bước 2, bước 3, bước 4, thì mình sẽ có là massage vùng phía trước cổ, hai bên cổ và phía sau cổ ha.
Về kỹ thuật cụ thể thì chúng ta có thể theo dõi thêm ở video. Mình sẽ mở video song song để các bạn tiện theo dõi. Đây là step 2 ha. Step 2 là bước 2 đó. Mình sẽ đó. Massage cái vùng cổ trước nha. Các bạn đặt hai cái ngón tay ở ngay cái vùng hõm cổ đó ha. Đó. Họ hướng dẫn là mình có thể massage theo cái chữ G này nè, đó. Có nghĩa là từ ngoài vào trong ha, đó. Đi đi một đánh vòng mũi tên, đi vòng xuống và lên trên. Rồi step 3 sẽ là hai bên cổ ha, đặt ngón tay lên hai bên cổ ha, nhẹ nhàng đi từ từ trước ra sau và xuống dưới ha, lặp lại 15 lần. Rồi tiếp tục bước 4 là mình sẽ thư giãn cái vùng cổ sau ha. Đó. Đi từ trên xuống dưới, trước ra sau nha. Rồi. Đây là chuyển qua bước thứ 5 rồi. Bước thứ 5 thì mình sẽ nói cụ thể hơn ở đây ha. Bước thứ 5. Bước thứ 5, từ bước thứ 5 tới bước thứ 8 thì mình sẽ chú trọng vào việc điều hướng bạch mạch về vùng nách đối diện. Có nghĩa là từ cái bên tổn thương sang bên lành. Thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ lặp lại 15 lần cho mỗi bước ha. Step 5 ha. Step 5 là chuẩn bị vùng nách bên lành. Step 5 thì chuẩn bị vùng nách bên lành là prepare your chest ha. Rồi, step 6 là mình sẽ massage cái vùng vùng sẹo mổ của mình á. Step 8 thì họ sẽ hướng dẫn cụ thể về cách massage làm sao cho từ cái vùng sẹo đó hướng trục thẳng đứng về phía cổ như thế nào và sang ngang về phía ngực đối bên như thế nào ha. Đó. Các bạn chú ý là ở đây mình vẽ cái mũi tên là từ từ bên tay tay trái của các bạn á sang bên tay phải ha, là tại vì trong cái video hướng dẫn này thì mình giả sử là trong cái video hướng dẫn này là cô này cổ bị tổn thương đây, các bạn có thấy sẹo đúng không? Sẹo này nó nằm ở bên vùng nách phải ha, vùng nách phải thì cô này cô sẽ massage từ bên phải qua bên trái đó. Tuy nhiên thì trước khi mà việc điều hướng bạch huyết từ bên bên phải sang bên trái thì cô này sẽ chuẩn bị cái vùng nách bên bên lành trước ha, đó. Đây là step 5 của mình là sẽ chuẩn bị vùng nách bên lành nha ha. Đó. Đặt bàn tay phía dưới nách ha, rồi nhẹ nhàng nâng lên hướng về về phía thân mình ha. Lặp lại 15 lần. Tiếp theo là sau khi mình đã chuẩn bị bên lành rồi á thì mình sang bước 6 là mình sẽ massage cái vùng vùng sẹo ha. Họ chú ý nhỏ ở đây là chú ý là khi mà cái vùng mà sẹo của mình nó cảm giác căng tức rồi này nọ thì mình có thể massage bất cứ lúc nào, không cần theo một cái trình tự như là cái nguyên một cái bộ massage chi trên cho hệ thống bạch mạch như nãy giờ. Mà nếu mà chỉ có đau vùng sẹo, đau tức vùng sẹo thì mình có thể massage vùng sẹo bất cứ lúc nào ha. Step 6 là bước 6 là massage vùng sẹo ha. Tiếp theo là bước 7. Bước 7 thì mình sẽ thư giãn cái vùng da ở vùng ngực trên ha cho đến vùng nách, các bạn sẽ massage nhẹ nhàng. Đó. Đó, đặt đặt cái bàn tay ở ngực trên ngực ha. Và nhẹ nhàng ép về phía cổ ha. Lặp lại 15 lần. Rồi, tiếp theo step 8 là bước 8 ha, mình sẽ điều hướng cái dịch á, dịch bạch mạch ha, từ cái bên tổn thương sang cái bên lành. Họ nói là mình có thể dùng cả hai tay ha. Tay nào mình cảm thấy thoải mái thì làm thôi.